À, cò này về từ hôm qua mà mình chưa có lôi ra làm á, giờ lôi ra làm thì mới ấy. Còn nhớ anh em cứ bảo sao tìm trên Shopee chưa thấy, tại vì á mình phải làm cho khách quen hết một loạt đã rồi mình mới đăng lên ha, gọi là còn bao nhiêu thì mình đăng bán trên đó. Chứ nếu mà ví dụ mà anh em mà lấy một cây á, mình nói với anh em nha, coi như là mình huề, mình chả ăn uống gì trên đấy đâu, tiền phí kiếp rồi tiền công kiếp rồi đóng gói đóng hộp một cái, nếu mà một cái á, nó trừ phí của mình là 3.000 ha. Bây giờ nó ăn mặn lắm. Và thật sự nếu mà nó đã ngon không phải là mình là người ngày hôm nay bán đâu nhá, anh em khác đã bán từ lâu rồi. À, đây này, nguyên cái linh kiện này mình nói đơn giản này đó, hai con ốc này 2.000 rồi nhá, còn ốc át vào đây nữa đó, nó là nó phải mất hai con ốc này đó, hai con ốc và ba con tán đó, anh em nhìn đây nguyên cái khóm linh kiện này đây 3.000 này nhá, chưa tính công cáng nó nọ kia vào. Còn cò bóp này mình in cái chất liệu mà thật sự mở cò ra thật sự chán vãi liều luôn anh em, cũng thật sự nói thì họ thế nọ thế kia thôi mình cũng chả nói nữa. Tại đây cò này file lần trước là in ở đây là đã ra màu tím này anh em nhìn này, chán vãi liều luôn ha. À, màu tím cần thiết thì không quay ra ngoài cho mình, quay cái màu dớ dẩn ra ngoài ha, nhìn cái thật sự chán luôn anh em ạ. Đây à, chất liệu thì nó vẫn là tốt nhá, nó chỉ cái là mình không hài lòng đấy, lần trước đây màu tím đẹp lung linh này đây, bây giờ đây đó, đưa file cho thì làm cho mình như này đây, chán không? Mà nói chung á, mình biết chứ sao mà không biết, mình đâu phải ngu đâu, đứa con lít để dắt mũi đâu. Cái file tím này bao giờ nó đắt hơn nhá, còn đây này này tím một mặt à. Chỗ khác này làm tím mặt một lớp hai màu đây. Đó, chỗ khác này ha. Đây là in bên đấy thì giá JPCV ha, in đấy thì mình in thì in số lượng ít thôi à, còn in số lượng nhiều thì chung thì thôi kệ đi. Đây mình thấy anh em rất nhiều anh em mua cò này nhá, đây anh em nhìn này ha. Cái cò của anh em nhìn thấy không, nó dài ngang ngang nhau ha, chẳng qua là cái này nó chỉ dài hơn một miếng này. À, anh em ơi, à, chất liệu thì mình thấy cò bán khá là đắt tiền nhá. Này nếu mà anh em mà lấy lẻ là 20.000 một cây nhá. Ví dụ anh em lấy một cây, hai cây, ba cây đó. Còn nếu mà anh em mà lấy số lượng mà trên 5 cây thì mình bán 18.000. Ví dụ anh em lấy nói chung thì anh em phải lấy số lượng khoảng trên 100 thì mình mới giảm được ha. Chứ cái cò này thật sự công suất đập ở đây cũng chả bao nhiêu đâu. Còn chỉ ưu tiên cho anh em nào lấy số lượng trên 100 cây nhá. Trên 100 cây thì có giá tốt cho anh em. À, trên 100 cây thì mình bán cho anh em là giá 16.000 ha. À, thôi 15.000 đi ha. Số lượng ha, mình bán lời ít thôi thì nhưng mình thanh nhanh thu hồi vốn ha. Lần này về may là có 500 cây ha. May em nhìn à, một tím thì làm bên trong, một trắng thì làm bên ngoài ha. May nó còn hai màu chứ nếu mà có màu này thì thôi thua thẳng cẳng nha. File đưa thì đây, như này đây. Đây anh em nhìn đó, đợt này thì không có tên của mình ha, đó chất lượng thì vẫn vậy à, anh em nhìn. Còn cái cò mà rẻ tiền mà anh em mua 7-8 nghìn này nhá, đó, anh em thấy không? Bóp cái nó nhún luôn ha, đây còn anh em bóp ép bô luôn ha. Đó. Còn cái cò này á, anh em đừng có nhìn theo cái cò này mà lồng ốc nhá, cò này mà anh em mà lồng hai con ốc nhá, là cò nó càng yếu ha, nó càng dễ gãy nhá. Còn cái cò này nó cứng nên có thể lồng ốc để cách xa được nhá. Tiếp điểm xa này nó ngon ha. Nguyên hai con ốc này là chi phí đó, nguyên cái đám ốc này nó mất mấy nghìn rồi. Xong công tiếp mà mình gọi là cần cù khả năng thôi. Ăn thất làm cả thôi anh em ạ. À. Chứ bây giờ mà thuê riếc mà làm cái này thì thật sự không bao nhiêu tiền đâu nhỉ. Mạch thì làm chất liệu lại tốt này. Anh em xài thì biết rồi, ốc rồi này. À, mình vẫn xài cái loại ốc đồng đó. À, anh em ưu tiên anh em lấy số lượng trên 100 cây là 15.000. Còn ví dụ mà anh em lấy 50 đúng không? 50 cây thì để cho anh em là giá 17.000 ha. Đó chỉ giá vậy thôi cũng không bớt được nữa. À, anh em lấy 5 cây, 10 cây thì vẫn giá 18 hết nhá. À, anh em mà lấy một cây, hai cây, ba cây thì mình vẫn bán 20 à, nhá. Chứ buôn bán này bỏ công bỏ cáng nha, bỏ rất là nhiều chi phí ra ha. Mình nói vậy để giải thích cho anh em cho nó hợp tình hợp lý thôi, chứ mình cũng không quen mà ăn dày ăn mặn khát nước thôi anh ạ.
À, rồi anh em là đặt thì đặt đi nhá. Đây, anh em nhìn đây. Ăn tiền của xã hội đâu đâu cũng là ăn đâu anh em. Ngồi rồi đấy. Ngồi hàn từng tí một đó. May về cái là mấy anh em ủng hộ là 500 thì đi cũng hơn 200 rồi. Đi khoảng 220, 230 rồi. Nói họ thì họ kêu là mặt một lớp mấy hai lớp rồi cũng trả hơn thua làm gì. Ở đây còn chút nữa cho anh em quay cái mẫu mạch lái IGBT 3 chế độ 4047 và 555 nhá. Mẫu này có thể thẻ cáp này, IGBT này nhá. Đây cho anh em quay luôn này. Nó mình mới lôi ra mình hàn này nó. Lôi ra hàn rồi chút nữa hàn xong rồi bắt đầu bắt ốc bắt vít là rất nhiều là công đây ấy, chứ không phải là ngon ăn đâu anh em ạ. Mình làm nghề thì mình yêu nghề thôi. Đây. À, mạch đẹp chưa anh em, à, mạch hai lớp ha, à, không như mạch gốc của nó ha, hai lớp nhưng chỗ nào cần tránh thì vẫn tránh hả nhá, 20.000 một bo, anh em mà lấy ví dụ 20 bo trở lên thì sẽ tính cho anh em là cái giá 18 nhá, rồi rất đẹp ha, anh em lấy 50, 100 thì anh em IV liên hệ mình nhá, ví dụ anh em lấy 5 bo 10 bo thì vẫn giá 20 hết nhá. Anh em lấy trên 20 bo trở lên thì tính anh em giá 18. Đây, ở đây này anh em có nó có 3 chế độ rồi nhưng anh em muốn mà cho 5 6 chế độ. Đây có đường câu con vích thấy ha. Đó. Đây này in vào này, in cộng in trừ này nhá. In ra này ha. Đó. Ok ha, đặt chuẩn nhá. Mặt rất đẹp. Tiền lắm, bây giờ mình nói cái gì mình cũng phải đưa ra bằng chứng nào. Không nói mà không có bằng chứng mấy ông thì là kêu là bốc phét lắm mồm. Chứ không biết mình thách cái thằng tào lao mía lao nào. Kêu mình có mấy cái mạch mà kêu có mạch mà kêu là mấy trăm bo ha. Người ta đâu phải người ta cứ trưng ra hết này đâu. Đây. Đó. Rồi chưa in được của người khác là nói chung đây là mình in tận đây là do mình chủ đích nhá, tại vì còn sửa chữa mà nếu mà in thẳng mà công ty bên Trung Quốc mình cũng làm được mà cái anh em biết sao mình còn cái này mình phụ thuộc người ta thì mình còn ví dụ sửa chữa cái A cái B cái C cái D nhá chứ mình cũng đâu có đâu phải loại ngu để mình cứ rút đầu vào để cho thôi để cho họ vặt lông một chút nhưng mà không có cái lợi ích của đôi bên nhá chứ ngu đâu mà cứ để cho họ vặt lông đúng không. Đây, lần này về thì có 50 bo này, à 500 bo gì nhá. Đây bo lái 3 chế độ đấy, 4047 ha. Đây còn cò đây. Cò đây. Đó, anh em mà muốn biết ông nào in như mình trước mình nói, ông nào in số lượng bao nhiêu á, anh em cứ nhìn vào cái sắp. Kể cả một cái sắp này nó có 50 bo đúng không? Đây, cái sắp này có 5 bo đây. Đó, nhưng mà nó sẽ in trên đây là cái mẫu này ha. Cái mẫu này là in 500 bo nhá. In 1.000 đây ha. Vì là được 500 cây đấy ha. Có thì chất lượng thì vẫn như còn lại thôi. Không thích cái thì cái màu tím nó lại lộn vào trong mới đau chứ. Có lần trước thì có tên của mình ha. Bây giờ thì cũng hết rồi. Đây. Đó, chất liệu thì miễn bàn ha. Anh em dẫm đạp lên cũng được ha. Dẫm thoải mái. Được rồi mình bán đâu ra nào còn khoảng bán thì cho tặng cũng có cho tặng nhiều anh em khách quen tặng cây một cây cũng có ha rồi anh em liên hệ ha à, còn bo 12 cầu H có này nhá anh em nào đặt thì liên hệ luôn nhá bo 12 cầu H này bo 6 nước lợ mặn IGBT này rồi nói chung mình bỏ nhiều bo là cả bo là bo băm IGBT à, cái bo mà cái bo băm mà có hình con cá heo anh em cái bo băm á à, nhưng mà mình chuyển nó sang màu tím nhá à, sang màu tím hết rồi màu tím chờ đợi màu tím thủy chung ha rồi em tham khảo á anh em nào có đặt thì liên hệ mình. Rồi, con 18 anh em nhìn đẹp không?
mình chơi luôn hai con tụ là rồi mình mua một cái vỉ đó, nó có mấy con ra khá là chát ha, đeo 65 nhá, mình chơi luôn 4 con tụ cam nhá. Mình bán tụ lại đấy nhưng mà mình hiếm khi nào mình xài lắm nhá, tại vì giá nó cao để lại bán chứ. Con này thì sẽ hai cấp áp này, rồi, coi như là gần hoàn thiện rồi ha. Đó, sắp sửa lại cái mông mới nhá. Con này mình ngắm ngắm mình tính tầm khoảng, gọi là bán cho anh em tầm khoảng hoàn thiện và hộp là 1,9 triệu nhá. Đó. À đây còn con tủ phòng đây. Ở đây mình gắn đây ha. Nếu em kêu là liệu có gắn được không? Đây mình gắn nó đây. Đó. Đây là con phép 8314 này. Con này rất là chất trâu này. Chẳng qua là cái chân nó để trong bịch nó có khéo nên giá thành nó vậy thôi anh em ạ. Chứ mà con này mà ngon lành hành đào mới giá chát lắm. À, anh em nhìn hai con tụ rồi đã mê ha. Thôi 1,950 triệu đi nhá. 1,9 triệu thì có vẻ nó hơi ấy ha. Tại vì nó chạy biến áp E65 này. Hai tụ đỏ này. Rồi thôi anh em nhá. Mình tranh thủ hoàn thiện nốt cái cò này nhá. Đó. Còn cái cò này thì nhiều con máy mà nó bị mát, bị giật cò, anh em mà xài cái này rất là nguy hiểm nhá. Chân thành với anh em ạ, mình có xài mình test máy thì mình biết rồi nhá. Nhiều con máy mà nó bị giật có áp ạ, nó cho anh em quéo người luôn đấy nhá. À còn cái điểm pH ở trên đây là sao ha? Cái điểm pH anh em nếu mà đấu cò anh em đấu ở điểm SVK ha. Đó, SVK ha, là hai điểm mà ra dây cò nhá, dây cò bóp. Còn điểm pH là cái điểm ví dụ mà anh em cái này là anh em bắt buộc phải câu từ máy nhá, quan trọng là máy của anh em, nhưng trên đây có tiếp điểm cho anh em hàn nhá. Cái điểm này là cái điểm ví dụ mà trên máy mà anh em mà kết nối nó đưa cổng dây thứ ba ra để mà ví dụ máy hay cái cò này nó rớt nước này nó ngắt nhá. À, có điểm pH nhá. Còn những mẫu khác thì mình thấy thì không có nhá. Rồi anh em nào đạp liên hệ nhá, còn trên Shopee thì mình chưa đâu, mình cứ để xem tham khảo để xem bán bữa khác ạ, chứ ở trên đấy ngon phí cao lắm. Trừ khi ví dụ mình còn ha, mình còn khoảng ví dụ 50, 100, 200 đó thì mình mới để bán lên Shopee. Còn anh em nào mà đặt liên hệ qua số điện thoại mình là 5 cây là mình nhận đấy nhá. Hay ví dụ anh em đặt kèm cái gì đó bảo lấy cái này xong rồi anh cho em kèm thêm 2 cái 3 cái ha thì ok nhá. Còn anh em liên hệ mình kêu là anh ơi bán cho em một cái thì mình lấy đâu nhá. Thì đóng gói anh em biết rồi, như cái món khác thì có thể là 30-40 mình ship ấy. Nhưng cái món này mình bỏ rất nhiều công rồi. Xong rồi đóng hộp, đóng quyết nữa 20.000 trừ. Rồi và còn mình nhá, mình được cái nhá, nhiều anh em rất thích mua bên mình ha. Nhiều anh em mình được cái là mình rất là mát tay ha. Nhiều anh em mua hàng bên mình ha. Thực sự không phải là mình nói xạo ba kia đâu. Nhiều anh em mua hàng của bên mình cái ví á, anh em bán máy âm không ạ? Mình cái tính mình nó cũng thoáng ha. Anh em kêu em còn hàng đấy, nhưng mà thôi tháng này em gọi là mua ủng hộ anh để em xin cái ví á. Rồi chào anh em ha.